Lịch sử đen tối của ma cà rồng Lịch sử của ma cà rồng luôn là một bí ẩn chưa có nhiều lời giải. Dù là một trong những sinh vật truyền thuyết cổ xưa nhất, nhưng nguồn gốc của ma cà rồng vẫn là một ẩn số lớn trong suốt hàng ngàn năm. Phải chờ tới khi tìm thấy bản kinh tiên tri Delphi, người ta mới có được cái nhìn thoáng qua về buổi đầu của ma cà rồng chỉ có ma rồng mới có thể tạo ra một ma rồng mới vì thế theo logic lịch sử của ma rồng phải bắt đầu từ một ma rồng chúa kẻ sẽ tạo ra những ma rồng thế hệ thứ hai câu hỏi đặt ra là nếu không có ma cà rồng cắn thì ma rồng chúa làm sao có thể hiện diện trên đời câu trả lời nằm trong kinh Delphi cụ thể ở đây là trong chương kinh thánh ma rồng theo đó thì Macaron đầu tiên không phải sinh ra đã là Macaron, mà là một người đàn ông có tên là Ambrose. Ông ta vốn là một nhà phiêu lưu người Ý, nhưng số phận đã đưa đẩy đến xứ Delphi, Hy Lạp. Tuy nhiên thì một loạt các biến cố và lời nguyền đã biến Ambrose thành Macaron đầu tiên trong lịch sử. Đầu tiên, chính thần mặt trời Apollo trong cơn giận dữ đã nguyền rủa Ambrose rằng da của ông sẽ bốc cháy nếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vận xui của Ambrose vẫn chưa kết thúc khi ông đánh cược linh hồn của mình với Hades, vị chúa của địa ngục. Lời nguyên tiếp theo đến từ chị gái của Apollo, nữ thần săn bắn Artemis, người tuyên bố da của Ambrose cũng bị bỏng nếu chạm phải bạc. Tuy nhiên thì không lâu sau Artemis cảm thấy thương tiếc cho Ambrose nên tặng ông ta món quà là sự bất tử. Lê Nguyên vẫn được bảo lưu, nhưng ông ta có thể sống mãi trong hình hài, hình diện của mình. Không những vậy, Artemis còn ban cho Ambrose sức mạnh và tốc độ để trở thành kẻ săn mồi giỏi thứ hai trong tam giới, chỉ sau mỗi Artemis. Cũng theo kênh Delphi, Ambrose săn thiên Nga và sử dụng máu của chúng làm mực viết thư tình cho nàng Selena sau này thì ambroser quay trở về nước ý dưới hình thức của một ma cà rồng đầy sức mạnh truyền thuyết theo dấu ông ta tới thành florzen nơi ambroser tạo ra đội quân vampire đầu tiên của mình hiện sử sách chưa có nhiều điều về đội quân này Ngoài việc nhiều khả năng họ là những người tình nguyện, các nhà sĩ học cho rằng người xưa tôn thờ quyền lực và sự bất tử và sẵn sàng đánh đổ linh hồn của mình cho những thứ đó. Lời nguyện của Hades sẽ theo đuổi mọi ma cà rồng mới, linh hồn của họ sẽ bị giam cầm ở địa ngục, nơi họ có thể xuống để sinh lại linh hồn, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về dương thế. Chuyện gì đã xảy ra với Ambrose và các đệ tử của ông? Lại tiếp tục bị phủ một màn sương sau khi câu chuyện trong kinh Delphi kết thúc. Nhiều sử gia cho rằng rất có thể Ambrose vẫn đang sống đâu đó tại Florence. Ngày nay, Macaron trở thành một nguồn đề tài nóng hổi, hấp dẫn, dồi dào dành cho các nhà văn từ Stephanie Meyer, Anne Wright cho đến Stephen King. Sự lên ngôi của nền văn hóa Macaron theo đánh giá của các nhà khoa học chính là do khoảng cách giữa khoa học với sự mê tín. Chừng nào khoa học còn chưa giải thích được những hiện tượng kỳ bí, bất cứ sự kiện tồi tệ nào xảy ra mà không có nguyên nhân rõ ràng sẽ bị đổ lỗi cho những sinh vật ma cà rồng. Người dân Trung Cổ kết hợp niềm tin của họ với nỗi sợ cái chết, quy mọi sự xấu xa cho ác quỷ. Họ tìm thấy sự giải thoát về mặt tinh thần. Các nhà tâm thần học phân tích chính vì thế, không chỉ có phương Tây tin vào ma cà rồng, mà những bằng chứng khảo cổ mới tại châu Mỹ cũng cho thấy nền văn hóa Maya từng tồn tại tín ngưỡng tương tự về sinh vật khúc máu người như vậy. Một số cột mốc trong truyền thuyết bất tận về ma cà rồng Năm 2000 trước công nguyên, thì lăng mộ của Ma được xây dựng tại Giza, Ai Cập. Năm 140 sau công nguyên, triều đại của Longinus, đế vương Ma của thành Rome. Năm 773 sau công nguyên, Charles Lamani đánh bại Qualadi de để giải cứu thành Rome. Năm 1096, cuộc thập tự chinh đầu tiên nhằm xua đuổi Ma khỏi đất thánh Jerusalem. Năm 1195 sau công nguyên, thì William xứ Nebrot viết biên niên sử trong đó có chép lại vài câu chuyện về những kẻ giống ma cà rồng ở Anh. Năm 1428, năm mà theo truyền thuyết, bá tước Vilas Dracula chào đời. Năm 1484, kinh thánh của những kẻ săn phù thủy của tác giả Heinrich Kramer và Jacob Frester được công bố, trong đó bàn đến cách săn lùng và tiêu diệt một ma cà rồng. Năm 1530, nhà khoa học người Ý Ludo Visco Fastenelli bị thiêu sống vì đã dám gợi ý Macaron là một bệnh lý sinh học trong tác phẩm Drastic on Vampire của mình. Năm 1610, Elizabeth Bathory, người bị cho là nữ Macaron khác tiếng nhất lịch sử bị kết án để giết hại hàng trăm thiếu nữ và chịu án chung thân. Năm 1734, từ Macaron xuất hiện trong tiếng Anh. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.